Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài test thứ hai đối với chiếc Mic Mi Fa Audio Q10 mà hôm vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn. Thì hôm trước tôi đã làm một cái bài thử nghiệm, đó là sử dụng chiếc mic này ở trong môi trường công cộng, gần đường giao thông, rất nhiều phương tiện qua lại, tiếng ồn giao thông lớn. Thì mọi người có một vài phản hồi là có nghe thấy tiếng sôi của cái chiếc mic này. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái bài test ở trong cái phòng kín, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, để mọi người có những cái đánh giá và nhìn khách quan nhất về cái chiếc mic này, xem nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hay không. Thì hiện tại tôi đang đeo chiếc mic và nói chuyện với các bạn từ đầu đến giờ. Thì mọi người nghe đánh giá xem là cái chất lượng âm thanh này đã ổn chưa. Thì tất cả những cái file mà về mic thì tôi sẽ giữ nguyên file gốc và up lên cho mọi người nghe, không qua chỉnh sửa. Thông thường qua những cái file mà chúng ta mang về để hậu kỳ thì thường chúng ta sẽ xử lý âm thanh, khử noise, tất cả các cái phần mềm mà xử lý hình ảnh, dựng video bây giờ thì đều có cái tính năng là khử noise ở môi trường xung quanh. Thì cái file mà tôi up lên đây thì mọi người nghe xem là nó có bị noise, bị sôi như cái hôm vừa rồi tôi sử dụng ở môi trường công cộng không. Nếu mà cái chất lượng âm thanh tốt thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái chiếc mic này. Về độ xa, tôi cũng đã có bài thử nghiệm mà rất thực tế là ở môi trường không bị che khuất, và cái khả năng bắt sóng của nó khá là tốt so với một số chiếc mic của một số hãng nổi tiếng bây giờ. Thì mọi người có thể, sau cái video này thì mọi người có thể là đưa ra một cái kết luận xem nó có phù hợp với mình hay không. Cảm ơn mọi người đã xem cái video.